Tiếp tục cây số 10 nhá. Ủa, không thấy cây son nào nhỉ? Hay son mình không nhập. Cây số 10 này. Ui, cái này hay thế nhỉ. Cái này rất hay. Nó đen bóng một đoạn ở đuôi này, ở giữa này. Ở trên nó nhạt này. Trên nó nhạt này. Dưới nó thu lại đen bóng rồi. Nhưng cái này thì dính mắt ở cái định âm. Bóng thật, cái này bóng thật. Cái này chắc âm cũng ngon này. Cái này âm chắc cũng ngon này. Cái này cái số 10 à? Rồi, 4, 6, 8, đúng rồi. Cái số 10. Tiếp. Cây số 11. Mình nhớ không nhầm nó có 15 cái la. Cái này rút ra là mình chê rồi này. Không, nó rất là đẹp ấy. Thế nhưng mà đây, cái màu rất là đẹp này. Nhưng mà chê ở đâu? Chê là vì cái màu nó, đây, đoạn này nó không có đốt. Đó nghĩa là đốt ở đây, đến bọc ở đây thì đẹp hơn nhé. Đốt đây bọc đây thì đẹp hơn này. Giá như là 1.650.000 nhé. Chưa biết chơi mua cây nào về tập ạ. Chưa biết chơi bạn, bạn cứ bấm dò hàng cái cây rẻ bạn lấy nhá, bạn lấy cây rẻ trước đi, xong bạn chọn tông đô nhá. Cây này đẹp nhưng mà lại bị cắt mẫu ở đây. Bọc ở đây là không có mẫu ở đây thì hơi xấu. Đấy, chê, cây số 11 bị chê. Còn tổng thể thì nó vẫn đẹp, màu nó vẫn đẹp. Trúc nó vẫn nặng. Cây 12 nhá. Chắc là khui 12, 13 cây thôi. Bởi vì còn đô nó toàn ấy thôi, còn toàn không đô thôi. Khui 13 cây nhá. Mình sẽ khui 13 cây thôi. Cây 12 này. Cây này thì cân đối. Đấy, nó phải bọc ở đầu như này này. Đốt đây phải bọc đầu đây. Cây này cân đối, màu lì lì, trúc rất là nặng. Đuôi cũng đẹp. Đuôi nó cũng tua tua ra này. Đó. Lì lì, cây này âm ngon này. Cầm đầm như này cơ mà. Đó. 12. Ngon nhỉ. Tiếp cây 13 nhá. Cái la cuối cùng này. Đây, cái la cuối cùng này. 14 cây đi. Cây 13 này. Xin chào 19 anh em đang xem nhá. Sáu Trúc Đinh Thành. Anh để bài 500 năm ngũ của Hành Sơn tôi la đi anh à. Mình đang khui hàng rồi, bạn thông cảm cho mình nhá. Cây 13 này. Nặng chịu tay luôn này. Lô này nó cứ đều đều nhau, nó không có cây nào mà màu đặc biệt hẳn đâu. 13 nhé. Chữ tay, nặng chữ tay. Tông la vẫn chạy nhất, phải nhớ nhiều. 14 này, cây la cuối cùng này. Còn lại đây 4 cây đô thì kệ. Cây số 14 này. Cảm quan nhìn sơ sơ qua thì thấy khá là đẹp. Nhưng mà so với cây 13 trước thì xấu hơn. Không có một cây son nào. Son anh còn hàng thì phải. Khúc Tiêu Sầu đã tham gia. Xin chào Khúc Tiêu Sầu nha. Bạn Tiêu Sầu là gì mà sao cái nick của bạn đẹp thế. Đó, 14 cây. Không có cây son nào hết. Hình như son anh còn vài cây sao. Chắc còn 4-5 cây son này anh mới không nhập tiếp ấy. Anh em có xem nốt không? Còn 3 cây đô, 4 cây đô xem nốt này. Mất công khui khui nốt này. Khui hết đi anh. Cái mưa em thổi ok em ủng hộ anh. Ok bạn đây. Còn 4 cây đô này. Đô này, cây thứ 15 này. Nói thật là lô này anh em bảo là em lấy cây 13, 14, 15 đúng khéo mình không nhận ra được thật. Bởi vì nó tương đương giống nhau ấy, xem giống nhau. Đó. Phải đút lại ngay không tí nhầm hộp và đút mệt lắm á. Đấy có hộp ngắn hộp dài. 14 này, đúng 15 ấy chứ. 16 này.
Đó, nó cứ đều đều nhau này. Chúc rất là nặng ấy, một cây này chắc khoảng tầm gần 300 gram, hơn 200 gram. Không biết 200 bao nhiêu nhưng mà nặng. Đó. 16 nhé. Đồng đô. Son mình còn nhiều mình không nhập. Nhập. Ôi chết rồi. Quên nhập xi dáng rồi. Sao lại quên xi dáng rồi nhỉ? Chết rồi. Mấy anh em hỏi xi dáng mà. Đồ óc chán thế nhỉ? Hay đây xi dáng đây. 17 này. Xi dáng đi này, xi dáng đi này. Quên rồi mọi người ơi. 17 đây. Này này 8811 à anh đúng rồi. Đại địch ế, đúng rồi đại địch. Bây giờ anh không làm video nữa mà anh cũng còn vài cây thôi. Đại địch anh không làm video. Em phải hiểu là khi mà anh chú tâm bán loại nào thì bạn ấy bán được thôi, chứ còn anh không chú tâm mà anh để đó thì ế. Đại địch thì anh em nào cần thì hỏi thôi, bởi vì anh cũng không muốn chủ động bán, bởi vì chủ động bán anh em mua về không chơi được ấy. Em biết dạo này anh chủ động anh bán mỗi TT03 này là 8881 với lại cái dòng rẻ rẻ của Motong á. Cái 18 này mọi người, 18 này đẹp nhất lô. Cái 18 này đẹp nhất lô này. Đẹp nhất lô, cân đối. Cái 18 đẹp nhất lô, may quá cuối lô. Chắc 12-13 chọn giúp em với. 18 đẹp nhất lô này. Tông đô này, cân đối này. À, sừng bọc ở đốt này, ở đốt này. Đó. Hai cái lỗ định âm này nó dính đốt nhưng mà ở đằng sau không vấn đề gì. Cây đẹp nhất lô. Cây 18 đẹp nhất lô này. Đẹp thật. Nhập khoảng 100 cây chắc có ế thì số đó bán cho ai. Đang trêu thôi Huy ơi, bạn đang cũng ủng hộ anh nhiều lắm, đang mua của anh nhiều phết đấy, cũng phải chục triệu tiền sáo rồi đấy. Cũng ngang ngang ở Huy đấy, đang cũng có lấy cây đại địch của anh mà bạn đã trêu thôi. Thực tế là một năm anh không bán được 100 cây đại địch đâu. Hết rồi anh em ơi, bạn Sơn mà chọn cây 12-13 à? Tí anh sẽ chọn cây nào anh thấy ưng nhất anh chụp lại cho nhá Sơn nhá. Mai đi. Chứ là bây giờ 12-13 anh cũng chả nhớ nữa. Thế là khui xong hàng rồi nha. Xin chào anh em nhá. Xin chào, xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video.